thì chúng ta chỉ cần nhớ những cái đặc điểm chính xung quanh ta ở trong này thôi, thì người ta sẽ được tiến sĩ đây là một bệnh lý viêm mạng tính của đường hô hấp và có sự tham gia của các tế bào cũng như là các thành phần tế bào. Thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem là những tế bào nào tham gia vào trong bệnh lý hen suyễn. Và cái thứ hai chúng ta cần nhớ đó là triệu chứng của bệnh hen suyễn đó là thò khè, khó thở, nặng ngực và ho. Thò khè, khó thở, nặng ngực và ho. Và cơn hen suyễn thường xảy ra vào ban đêm hoặc là lúc sáng sớm. Chúng ta lưu ý nó thường xảy ra vào ban đêm hoặc là lúc sáng sớm. Đây, anh chị nào có thể giải thích được không? Tại sao mà cơn hen suyễn thường xảy ra về đêm? Rồi lát nữa mình sẽ tìm hiểu thêm ha. Còn một cái cho chính nữa ha. Rồi đây là những cái chính mà chúng ta cần phải nhớ. Thì mình đã nhắc ha, bệnh hen suyễn có sự tham gia của các tế bào. Vậy thì những tế bào nào tham gia vào trong bệnh lý hen suyễn? Đó là tế bào mast hay chúng ta còn gọi là dưỡng bào, bạch cầu acid, bạch cầu trung tính, các lympho bào và các đại dương bào. Thì chúng ta nhớ là nên tất cả những tế bào này, đặc biệt tế bào mast, thì khi mà tế bào mast nó có chứa các chất trung gian hóa học ở trong đó, thì khi mà các tế bào này nó được mạnh hóa lên thì màng của tế bào sẽ vỡ ra và phóng thích các chất trung gian hóa học, ví dụ như là cytokine, histamine, glucagon hay là prostaglandin. Thì tất cả những chất trung gian hóa học được phóng thích ra sẽ tham gia vào trong phản ứng dị ứng trong bệnh lý hen suyễn và sẽ làm cho bệnh nhân bị co thắt phế quản và bị lên cơn hen. Thì chúng ta cần nhớ chất trung gian hóa học này nó mới gì. Thì chúng ta đây là cái bảng này mô tả lại hay là minh họa lại những chất trung gian hóa học tham gia vào trong bệnh lý hen suyễn. Chúng ta thấy ví dụ như có histamine ha, có glucagon, cây có hạt phát triển cầu hay là prostaglandin. Thì chúng ta thấy tất cả những yếu tố này thì cái tác động cuối cùng của nó là giống nhau. Thứ nhất đó là nó gây co thắt phế quản. Và cái thứ hai là làm cho đường mặt trong của đường dẫn khí có tăng tiết dịch và nó tiết nhầy ở bên trong đường dẫn khí. Cho nên là nếu mà chúng ta được hỏi hai đặc điểm của bệnh hen suyễn thì đây cũng là hai đặc điểm của bệnh hen suyễn thôi mấy chị, đó là phế quản bị co thắt lại và cái thứ hai là bên trong đường dẫn khí có tăng tiết dịch hay là tăng tiết chất nhầy là có phản ứng viêm trong đó rồi mấy chị. Cho nên là trong các phân loại điều trị hen suyễn hoặc các phân loại thuốc á thì người ta cũng sẽ dựa vào hai đặc điểm này. Ví dụ như là khi phế quản bị co thắt thì chúng ta sẽ dùng thuốc làm giãn phế quản. Đó và cái thứ hai là có phản ứng viêm hay là có sự tăng tiết dịch ở bên trong đường dẫn khí thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng viêm. Thì trong tất cả những yếu tố những cái chất trung gian tham gia vào trong bệnh lý hen suyễn thì chúng ta lưu ý đến vai trò của glucagon. Đây chính là chất có vai trò quan trọng nhất trong bệnh lý hen suyễn. Thì người ta thấy là cái tác động gây co thắt phế quản của glucagon mạnh hơn histamine khoảng 1.000 lần. Cho nên là glucagon hiện nay là yếu tố người ta xác định là yếu tố quan trọng nhất. Và trong điều trị hen suyễn thì chúng ta sẽ có một nhóm thuốc tác động đến glucagon. Tất nhiên là những yếu tố khác thì cũng có vai trò, các chị cũng làm co thắt phế quản, cũng là có tác động là gây viêm, tăng tiết dịch, nhưng mà cái tác động của glucagon là mạnh nhất. Thì chúng ta thử quan sát trên chương trình này ha. Đây là hình minh họa các cái tổ hô hấp trong đường hô hấp của người bình thường và của những người bệnh nhân bị hen suyễn. Thì chúng ta thấy ha, đây là phế quản của người bình thường, đây là phế quản của bệnh nhân bị hen suyễn. Thì đối với phế quản của người bình thường thì mình thấy là cái cơ phế quản nó mỏng và mặt trong của đường dẫn khí nó thông thoáng. Vậy thì khi mà không khí chúng ta thở thì sẽ đi từ đâu hả chị? Không khí mình thở đi từ mũi tới miệng tới phổi và tới các phế nang. Nên thì đối với những người bình thường mình thấy là không khí sẽ dễ dàng di chuyển ở bên trong đường dẫn khí, nhưng mà đối với những người bị hen suyễn thì mình thấy là cái cơ phế quản nó dày lên. Và cái thứ hai là bên trong đường dẫn khí có chất nhầy, chất tiết ha. Hay thì mình thấy là khi mà một người mà bị hen suyễn hay là bị lên cơn hen người ta thở thì sẽ có triệu chứng đó là khó thở, cái đường dẫn khí nó đã bị hẹp lại và nó còn có vật cản nữa. Cho nên là những người mà bị hen suyễn hay là bị lên cơn hen người ta sẽ có triệu chứng là khó thở. Cái thứ hai đó là khò khè. Khò khè là do cái chất nhầy chất tiết ở bên trong đường dẫn khí ha. Khò khè, khó thở, nặng ngực và cuối cùng là ho. Thì cái phản xạ ho là nhằm phóng thuốc đàm ra khỏi đường hô hấp để làm thông thoáng đường hô hấp của bệnh nhân.
thì về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ thì người ta thấy là hiện nay có rất nhiều nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ khác nhau có liên quan đến bệnh hen suyễn hoặc là làm khởi phát cơn hen của bệnh nhân. Thì chúng ta chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên đó là nhóm yếu tố cá thể, tức là tất cả những yếu tố mà từ bên trong cơ thể của bệnh nhân nó làm cho bệnh nhân bị lên cơn hen. Và nhóm thứ hai đó là nhóm yếu tố môi trường, tức là những yếu tố mà từ bên ngoài tác động đến cơ thể của bệnh nhân. Thì chúng ta tìm hiểu đầu tiên là yếu tố cá thể. Thì gồm có một số yếu tố như là vị gen. Thì người ta xác định được cái yếu tố vị gen thì nó tương đối phức tạp. Ví dụ như là những người nào mà có cơ địa dị ứng hoặc là mang gen quy định cơ địa dị ứng thì sẽ dễ bị hen suyễn hơn so với những người bình thường. Thì có những cái gen nó quy định cơ địa dị ứng của những người đó. Yếu tố thứ hai đó là béo phì. Thì những người nào mà bị béo phì thì cũng dễ bị hen suyễn hơn so với những người bình thường. Và thứ ba đó là về giới tính. Về giới tính thì người ta thống kê thì nó thấy là đối với những người mà từ 12 tuổi trở xuống mấy chị thì tỷ lệ nữ nam mắc hen suyễn là cao hơn so với nữ. Nhưng mà bắt đầu từ 12 tuổi trở đi thì tỷ lệ nữ mắc hen suyễn là cao hơn so với nam. Nhưng mà ở đây thì yếu tố về giới tính thì người ta chỉ thống kê và người ta thấy như vậy thôi. Chứ cũng chưa đưa ra được nguyên nhân là tại sao như vậy ha, hay là nó có liên quan nam hay nữ như thế nào đó. Mà đối với người trưởng thành thì tỷ lệ nữ là bị nhiều hơn so với nam. Thì đó là một số yếu tố là yếu tố cá thể. Còn về yếu tố môi trường thì có rất nhiều yếu tố môi trường tác động đến cơ thể của bệnh nhân làm cho bệnh nhân bị khởi phát cơn hen. Nó rất nhiều yếu tố khác nhau. Thì bây giờ để cho chúng ta có thể nhớ được dễ hơn thì mình sẽ xem hình. Chúng ta xem hình xem những yếu tố nào có thể là gây tác động đến cơ thể của những người bị hen suyễn và làm khởi phát cơn hen. Đây là hình ảnh của khói thuốc lá. Hình ảnh của những người mà là ví dụ như môi trường sống của mình bị ô nhiễm, nó có bụi khói hay là hóa chất. Ở đây là lông thú vật, nấm mốc, phấn hoa hay là những chất mà nó có mùi nồng mà nó có khả năng bay hơi, ví dụ như là tinh dầu nữa ha, hoặc là những cái loại dung môi của cơ, nước sơn chẳng hạn, hoặc là bẹt ly, các loại thức ăn ví dụ như là tôm cua hay là cá biển bò chẳng hạn. Một người bị viêm nhiễm với đường hô hấp đó, những chất tiết từ không khí hoặc là một số thuốc hay là những người đang vận động thể lực. Rồi bây giờ các chị cũng xem hình đi ha, thì chúng ta thử liệt kê để xem những yếu tố nào là yếu tố dị nguyên, những yếu tố nào thuộc yếu tố dị nguyên. Khói, bụi, khói bụi lắm, khói bụi lắm. Rồi có anh chị nào không đó, những yếu tố nào là yếu tố dị nguyên bệnh nhân của ta là có anh chị là xung phong không? Độc. Độc. Mình đã nghe tới cái khái niệm dị nguyên chưa? Quên. Lớp mình có một sự im lặng đáng sợ. Hỏi mà không anh chị nào trả lời luôn. Không nhớ thì cũng nói, không nói là không nhớ, mà nhớ cũng không nói luôn. Không biết là mấy chị còn nhớ hay là không ha. Không nhớ.